Xe của anh giờ là không có biển số, không có gương, không có đèn gì hết á. Giờ thằng chú xe 7 ngày sau anh mang đủ giấy tờ lên nó phạt anh lấy xe về. Em thì em nói thẳng là cái xe này thì em chưa có đầy đủ giấy tờ. Đó, xe em chỉ có đi nhập kiếng thôi. Đó, thế nên là em cái xe này là người dân cũng như là hỗ trợ cho em một phần nào đó để đi nhập kiếng, nhưng không phải là cái gì hết. Thì cái này 7 ngày sau tới ngày hẹn anh phần chứng minh và căn cước công dân là có một phần hẹn rồi ha. Thank you.